Ngoại trưởng Nga gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Ba, mùng 8 tháng 6, để đàm phán về các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine đã bị đình trệ do xung đột giữa Nga và Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov gặp Mevlut Cavusoglu tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ có chung đường biên giới biển với cả Nga và Ukraine ở Biển Đen và đang làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột của họ. Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ Kiev, nhưng từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2, các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen của nước này đã bị đình trệ và hơn 20 triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt trong các hầm chứa. Xung đột đã thúc đẩy một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với giá ngũ cốc và phân bón tăng cao, khiến Liên Hợp Quốc phải đưa ra kế hoạch mở lại các tuyến vận chuyển từ Odessa và các quốc gia khác. Nga và Ukraine chiếm gần 1/3 nguồn cung lúa mì toàn cầu, trong khi Nga cũng là nước xuất khẩu phân bón lớn và Ukraine là nước xuất khẩu ngô và dầu hướng dương lớn.